Sáng ngày 6 tháng 8, Bệnh viện Hùng Vương khánh thành ngân hàng sữa mẹ gần 6 tỷ đồng, có thể thanh trùng 62 lít sữa mỗi ngày. Đây là ngân hàng sữa mẹ thứ hai tại khu vực miền Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, ngân hàng có thể cung cấp được sữa cho tất cả trẻ sơ sinh non tháng, bệnh lý, trẻ có mẹ bị bệnh nặng không thể thực hiện được nuôi con bằng sữa mẹ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, bà chứng kiến rất nhiều trẻ sơ sinh không được bú mẹ, không được gần gia đình, phải dựa vào sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ và các tình nguyện viên. Điều này đã thôi thúc bà tìm kiếm các nguồn hỗ trợ để thành lập nên ngân hàng sữa mẹ cho trẻ sơ sinh. Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, nơi đây sẽ góp phần tích cực hơn nữa trong công tác tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ, đồng thời là điểm nhấn quan trọng trong công tác giảm tử vong sơ sinh, nâng cao chất lượng dân số Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ yêu cầu bệnh viện phải làm tốt hơn nữa công tác truyền thông để ngày càng nhiều hơn nữa bà mẹ tự nguyện trao tặng những giọt sữa quý báu, không chỉ nuôi cho con mình mà nuôi cho các cháu khác có nhu cầu.